Xin chào tất cả các bạn, mình là Nghiêm Xuân Tú, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Thật ra cái câu chuyện khó khăn của Than Quảng Ninh nó đến từ cuối năm 2019 rồi. Lúc đó đã có bắt đầu có loang thoáng những chuyện như là nợ lương, nhưng mà chỉ nợ chậm lương, chậm 1 tháng đến 2 tháng. Còn càng ngày thì nó sẽ càng bị sâu hơn, cho đến thời điểm này là 7 tháng, 8 tháng rồi. Thật ra tôi nghĩ một phần cũng là do cái dịch bệnh Covid khiến tất cả mọi hoạt động, mọi doanh nghiệp đều bị khó khăn, chứ không chỉ riêng cho bóng đá đâu. Thứ hai nữa là theo một số cái nguồn tin mà tôi nhận được ấy, thì tôi biết ấy, thì là do 2 năm nay thì tập đoàn Vinacombin đã không hỗ trợ chủ tịch Phạm Thanh Hùng nữa trong 2 năm nay, khiến cho chủ tịch gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù chú Phạm Thanh Hùng là một người rất là tâm huyết, nhất quyết không bỏ đội bóng để có thể giữ được cái tên Than Quảng Ninh, giữ được cái đội bóng, bởi vì chú Hùng thực sự là một người rất là tốt. Nhưng mà để một cá nhân như chú, mình chú bỏ ra một năm khoảng 6, 7, 80 tỷ để nuôi đội bóng mà không có sự hỗ trợ của một đơn vị nào đó thì thực sự rất là khó, nhất là trong cái hoàn cảnh Covid đang dịch bệnh như này nữa. Tất cả anh em ở đây đến giờ thời điểm này thì thứ nhất là vì chú Phạm Thanh Hùng, vì chủ tịch, bởi vì chú Hùng luôn là một người sống rất là tình cảm, coi anh em cầu thủ như con cháu trong nhà vậy. Và có khó khăn cái gì hay là cần sự giúp đỡ gì thì chú không bao giờ chú từ chối cả. Thế nên là anh em cầu thủ hiện nay thì cũng có nhiều người đã ra đi rồi, bởi vì họ cũng có những cái khó khăn, có cuộc sống riêng của họ. Và khi tất cả mọi người đều đi rồi thì khi mà nói nhắc đến chủ tịch Phạm Thanh Hùng thì họ luôn dành cho chú những cái sự trân trọng và những cái tình cảm rất là đặc biệt. Còn tất cả những anh em ở lại thì nói thật là cá nhân Tú cũng như một vài anh em lớn hiện tại đang còn ở lại trong đội, trước mùa giải thì cũng rất là mất phương hướng, nhưng không biết đội bóng của mình sẽ đi về đâu. Nhưng mà chỉ cần chú Hùng, chủ tịch Phạm Thanh Hùng đứng ra nói một câu thôi, còn chú ở đây thì anh em ai còn tình cảm, còn tình nghĩa với câu lạc bộ bóng đá Quảng Ninh, với chú thì ở lại cùng chú vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thực sự khi mà trong cái thời gian vừa qua ấy, khi mà tất cả anh em cầu thủ đều đồng loạt lên tiếng như thế rồi thì một phần cũng cảm thấy rất là áy náy, rất là cảm thấy có một cái gì đó rất là áy náy với chủ tịch. Nhưng mà thật ra không còn cách nào khác khi mà chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy để có một cái áp lực nào đó, để có thể có một vài những người có trách nhiệm trong việc quản lý đội bóng này phải có tiếng nói và phải có một cái lời hứa hay là một cái lộ trình gì dài đó, dài cho câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Chứ không phải là, thật ra anh em cầu thủ ở đây không phải là vì trước mắt là giải ngân bao nhiêu hay là những thưởng nóng bao nhiêu, cái đấy thì có thì tốt, cũng là một cái phần động viên cho anh em, nhưng mà cái đấy không phải là cái lâu dài. Cái anh em cầu thủ cần nhất bây giờ là cái lộ trình dài hơi cho một câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống như Than Quảng Ninh, chứ không phải là khi khó khăn quá thì bắt đầu thưởng cho anh em này, thưởng cho anh em kia, không đúng. Chúng tôi chỉ cần đúng và đủ với cái công sức lao động của anh em cầu thủ bỏ ra thôi. Không chỉ riêng đặc thù của cầu thủ đâu, những người đi làm chúng tôi cũng chỉ là những người lao động thôi. Chậm lương 1 tháng, 2 tháng đã thấy cuộc sống nó khó khăn rồi. Tất nhiên với những anh em cầu thủ như Tú cũng như một số anh em lớn ở đội như là Mạc Hồng Quân, Hải Huy hay là Nguyên Sa các thứ thì có nhiều năm thi đấu rồi, có một cái sự tích lũy trong gia đình mình rồi thì cuộc sống nó cũng đỡ hơn một chút. Còn những anh em cầu thủ trẻ, những em cầu thủ mà mới chập chững chỉ có 2-3 năm trong nghề thôi, hay là hơn một tí, 5-6 năm thì cuộc sống thì thực sự rất là khó khăn. Còn chưa kể là có những em cầu thủ nhá, khi mà đội bóng đang ổn định thì họ có thể là họ thấy ở đây họ có đầu tư vào một cái dự án gì đó, bất động sản gì đó, và họ có thể là thấy chỗ này rất là ok thì họ có thể vay ngân hàng họ mua, để họ cũng là một hình thức kinh doanh, cái đấy là rất là tốt. Nhưng mà khi mà nó khó khăn quá rồi, mà khi câu lạc bộ cũng như tỉnh, như các đơn vị tài trợ chưa giải ngân kịp thì lúc đấy mới là vấn đề, khi mà họ phải trả lãi ngân hàng này, rồi là đến cái thời kỳ họ không gồng được nữa, khi mà cả gần như là gần 2 năm nay họ không nhận được một khoản đồng nào, tiền nào nữa, thì họ vừa mất cái tiền ngân hàng và vừa phải bán đi miếng đất hay là cái căn nhà họ vừa mới mua để có thể một hình thức kinh doanh nào đó.
Thì nói thật là thật khó để kiếm được một cái tập thể nào từ trước đến giờ vừa ý thức này, vừa có một cái sự chuyên nghiệp với nghề, và anh em rất biết cách bảo nhau, rất là đoàn kết. Và thực sự các em trẻ cũng như tất cả anh em lớn đây phải dùng một từ là rất là ngoan. Bởi vì khi các anh lớn nói gì là vào sân thi đấu vì thứ nhất là vì cái thương hiệu bản thân mình, để sau này không biết đội bóng có ra sao thì mình vẫn phải là một cầu thủ chuyên nghiệp, mình được thi đấu với nghề. Còn Tú thì luôn nói với các em trẻ rằng mình làm cầu thủ chuyên nghiệp, mình còn may mắn hơn rất là nhiều người khi còn đang được tập luyện, được chơi bóng và hàng tuần được ra sân thi đấu là mình hơn rất là nhiều người rồi. Nhiều người theo bóng đá chuyên nghiệp bao nhiêu năm đều phải dang dở, chấn thương rồi là nhiều những yếu tố khác. Mình may mắn hơn rất là nhiều người, mình trân trọng từng cái phút giây mình còn đang còn được chơi bóng, đang còn là cầu thủ chuyên nghiệp. Vì vậy không thể vì là hôm nay câu lạc bộ khó khăn hay là gặp một vấn đề nào đó mà tự nhiên chỉ mới đầu thôi mà mình đã có cái tâm lý tư tưởng lệch lạc. Tất nhiên bóng đá nó có phong độ. Chúng tôi trong cái giai đoạn đầu V-League 2021 thi đấu rất là tốt, mặc dù là chế độ lương thưởng đãi ngộ gần như là không có, khẳng định là không có. Nhưng mà anh em vào sân bảo nhau thi đấu, đoàn kết. Như thế là thật ra sau mỗi trận đấu thắng vui lắm, anh em vui lắm. Không có cái gì mà phải thắng bắt anh em nào là bắt tay hồ hởi, nhưng mà thật ra sau đó thì lại có thêm một nhiều cái nỗi lo nữa, lo cơm áo gạo tiền rồi nỗi lo cho cái tương lai của đội bóng. Bởi vì sao? Khi mà anh em đều nghĩ rằng để mất một cái tập thể như thế này, để mất một tập thể tốt như thế này thì thực sự rất là tiếc cho những công sức của anh em đã bỏ ra, và tiếc cho một cái địa phương có cái phong trào bóng đá đã rất là lên rất là cao và rất là người dân, các cổ động viên rất là hâm mộ như này, thực sự rất là tiếc. Gia cảnh, hoàn cảnh cũng như là kinh tế của Tú thì không đến nỗi phải quá vất vả như vậy, bởi vì vợ cũng kiếm được ra tiền, mình có những cái số tiền mình tích lũy từ trước đến nay rồi. Thậm chí khi mà khó khăn như này thì anh em vẫn thường hay hỏi Tú là vẫn mua quần áo rồi là vẫn ăn uống sinh hoạt như bình thường. Thật ra cái đấy là những cái tích lũy của mình lúc ấy mình bỏ ra thôi, chứ không còn anh em cầu thủ thì có làm thêm được cái gì đâu mà để mà bảo là ngoài bóng đá rồi kiếm thêm được nữa. Còn vợ ở nhà thì cũng may mắn là cũng kinh doanh buôn bán, rồi cũng đi hát đi hò, thì cũng có kinh tế để hàng tháng có thể chi tiêu nuôi hai con ăn học. Thật ra thì cũng may mắn hơn khá nhiều anh em, bởi vì có nhiều anh em cầu thủ ở đây thì khi mà dịch như vậy, khi mà khó khăn như vậy thì chỉ biết lấy tiền nhà ra tiêu thôi. Chứ còn thật ra có một số anh em thì vợ ở nhà cũng không, từ xưa đến nay thì cũng không làm gì, chỉ ở nhà nội trợ chăm con thôi. Nhưng mà mình may mắn hơn một số anh em cầu thủ khác là mình còn có một cái chỗ dựa để những lúc khó khăn như thế này. Thật ra mình là trụ cột gia đình, mình là người kiếm tiền làm kinh tế chính của gia đình, nhưng mà thật sự là trong quãng thời gian vừa rồi thì mình phải dựa vào hậu phương của mình rất là nhiều. Vợ của Tú thì rất ít khi hỏi han nhiều quá về vấn đề kinh tế rồi đi đá bóng lương thưởng như này nọ như kia. Cái chính là hai vợ chồng rất là hiểu nhau. Khi mà mình kiếm được thì mình sẽ đưa cho vợ để vợ có thể ở nhà lo cho cuộc sống gia đình. Khi mình khó khăn thì mình chỉ nói thôi là cô ấy tự hiểu khó khăn. Bởi vì thật ra báo đài cũng nói rất là nhiều rồi, khó khăn của câu lạc bộ Than Quảng Ninh thì ai cũng biết, chứ không chỉ riêng những người mà là vợ của cầu thủ hay là chỉ những người trong cuộc mới hiểu đâu, ai cũng biết được cái khó khăn đấy rồi. Thế nên họ rất là thông cảm. Khi mà câu lạc bộ Than Quảng Ninh gặp khó khăn thì Tú mới nhận được những lời mời của các câu lạc bộ khác. Năm 2016 hết hợp đồng ở Than Quảng Ninh thì cũng đã nhận được khá là nhiều những lời mời rồi. Và 2019 hết hợp đồng cũng có nhận được lời mời, và đến vừa rồi khi mà câu lạc bộ Than Quảng Ninh gặp rất nhiều khó khăn này thì lời mời nó đến liên tục. Nhưng mà quan điểm thống nhất của Tú ngay từ đầu rồi, từ 2016, 2019 cho đến nay thì khi nào chủ tịch chỉ nói một câu là ở lại chơi, ở lại cống hiến cho câu lạc bộ, vì chú cháu mình rồi thế này kia thì Tú sẵn sàng ở lại. Nhưng mà Tú nghĩ là cho đến thời điểm này thì chú đang gặp rất nhiều khó khăn, và anh em cầu thủ đến giờ phút này là đang rất là gồng, đang rất là, phải dùng một từ là rất là nhẫn nại
để có thể chờ đợi một cái điều tươi sáng hơn cho câu lạc bộ bóng đá Quảng Ninh. Nó sẽ có từng cái giai đoạn một. Lúc đầu họp thì cảm giác nó rất là nhẹ nhàng khi mà đưa ra những cái kế hoạch, những cái lời hứa hay là những cái dự định cho tương lai, thì sẽ mãi không thấy đâu, thì sẽ sang cuộc họp thứ hai, sang cuộc họp thứ ba thì vẫn chưa thấy tìm được hướng giải quyết nào, thì dần dần cuộc họp nó sẽ trở nên, nó sẽ nhiều câu hỏi hơn, nó sẽ nhiều câu chất vấn hơn, và anh em cầu thủ thì thực sự là cũng có một cái giới hạn, cũng như là cũng việc gì cũng vậy thôi, cũng có một cái giới hạn cũng như là một cái sức chịu đựng của họ, chứ không thể cứ mãi như thế này được. 2015, và thực sự quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp nhất trong quãng đời sự nghiệp của mình. Và những gì tình cảm ở đây thì có thể nói thành lời thì không thể nói hết được. Nhưng mà Tú luôn tự hào một điều rằng trong những năm tháng thi đấu cống hiến ở đây, Tú luôn thi đấu hết mình và không bao giờ làm bất cứ một cái điều gì để có thể hổ thẹn với chính bản thân mình và hổ thẹn với cho sự nghiệp của mình cả. Và Tú khi gắn bó Quảng Ninh thì Tú nghĩ là Tú hài hòa được hai cái việc đấy. Bởi vì rất có thể có rất nhiều những đội khác rồi họ đãi ngộ tốt hơn Quảng Ninh, nhưng mà mình bớt đi một chút để mình hài hòa, mình cảm thấy thoải mái vui vẻ được giữa một bên là tình cảm và một bên là kinh tế, mình hài hòa những cái đấy. Và đấy là lý do đến thời điểm này Tú vẫn tồn tại ở đây và vẫn là một thành viên của câu lạc bộ bóng đá Quảng Ninh. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người ở trong một cái trường hợp khác nhau, bởi vì cá nhân của Tú bây giờ bước sang tuổi 33 rồi. Thực sự nói gì thì nói, cơ hội không còn nhiều nữa. Và có lẽ Tú sẽ cần phải tính toán cũng như cần phải cân bằng lại những cái gì mà Tú vừa chia sẻ lúc nãy. Bởi vì có những anh cầu thủ năm nay thì 27, 28 tuổi, ok, họ có thể chờ, họ có thể đợi năm sau nữa, khi mà mọi thứ không giải quyết thì cái tương lai của họ vẫn rất rộng mở. Thời gian của Tú không còn nhiều nữa. Và có lẽ là không biết là mai, ngày kia hay là sang tuần hay sang tuần sau như thế nào, nhưng mà thực sự cá nhân của Tú thì không muốn phải tạm biệt nơi này. Cũng như là nếu có một sự ưu tiên, một sự lựa chọn thì Tú vẫn luôn lựa chọn, luôn ưu tiên cho câu lạc bộ Quảng Ninh. Nhưng mà đúng là vừa chia sẻ thì cái cơ hội của Tú không còn nhiều nữa. Tú đã bước sang đến cái sườn dốc anh kia sự nghiệp rồi. Và nếu có một cơ hội thì Tú nghĩ là Tú sẽ, những năm tháng còn được chơi bóng, còn được cống hiến ở Quảng Ninh, Tú sẽ luôn hết mình. Từ năm 23, 2014 đến nay nó rất là nhiều rồi, nhưng mà để tóm tắt lại thì Tú là một người được đào tạo, chứ không phải là một cầu thủ phủi đi lên rất là khó, không có đâu. Thực sự là không có, chỉ có những người được đào tạo xong họ nghỉ, họ không đá nữa thì họ về họ chơi phủi, họ có cái nền tảng rồi họ đi lên. Tú thì học hết cấp 3 ở Hà Nội, gia đình ở nhà thì cũng không cho đi vào bóng sớm, học hết cấp 3 lúc nó 18 tuổi mới bắt đầu chập chững đi vào bóng, thì được vào đội trẻ Hòa Phát Hà Nội thì tập luyện các thứ, thì năm đấy đội trẻ Hòa Phát thì đá hạng nhì lên hạng nhất thì Sài Gòn Xuân Thành mua lại, thì cũng được trong cái biên chế thôi ở trong đấy. Thì khi mà vào trong đấy thì mới tập luyện nó hơi mệt mỏi, thì đi khám tổng quát thì lại biết rằng mình bị cái u đại tràng, thì chắc chắn là phải nghỉ rồi, nghỉ đá bóng thì về điều trị ung thư mất khoảng một năm. Thì cái câu chuyện trong lúc điều trị thì chia sẻ rất là nhiều rồi, tất nhiên mệt mỏi, không có ai có điều trị bệnh mình ốm rồi mình đã mệt rồi, chứ đừng có nói là mình bị cái u như này thì mình cảm thấy nó mệt mỏi thể xác, mệt mỏi về tâm trí. Mà tôi nghĩ là đúng, may mắn hơn rất là nhiều người khi phát hiện sớm, điều trị được sớm, và cái thể trạng của mình thì thực sự là trộm vía là nó cũng tốt. Thế nên là khi quay trở lại thì đầu tiên là cũng không nghĩ là đi đá bóng chuyên nghiệp đâu, vì thể lực đâu mà đi nữa. Bởi vì cái năm điều trị xong rồi đi khoảng 5 đội hạng nhất, đi độ miền Tây, An Giang hay là Kiên Giang hay là Đồng Tháp thì đều người ta trả về hết, người ta bảo là không đủ sức khỏe. Với cả người ta nghe câu chuyện mình bị như vậy là người ta cũng ngại, người ta không muốn nhận đâu. Nó thật là như thế. Sau đó thì về
dẹp hẳn cái câu chuyện là đi đá bóng chuyên nghiệp rồi, đi về đi đá phủi rồi. Thì Thanh Hóa của bác Trung thì có gọi vào, đầu tiên là không đi. Sau đấy thì bác bảo cứ vào đây. Vào đây thì tập 4 ngày thì được ký hợp đồng, lương 10 triệu. Lương 10 triệu một tháng thôi, lúc đấy thì sướng chứ. Năm 2013 lương 10 triệu một tháng, mình bảo là nghĩ trong đầu ở nhà làm gì ra 10 triệu một tháng. Ký đầu tiên là ký nửa năm. Thì vào giữa mùa 2013 thì ký hết 2013 thôi. 10 triệu một tháng, không có một khoản tiền gì cả. Thì mình cảm thấy sướng rồi, mình được đá bóng chuyên nghiệp. Thì vào tự nhiên thì vào trận gặp Sông Lam thì ghi cái bàn thắng quyết định đấy. Thì mọi người mới biết đến cái tên của mình. Và từ đấy mình cảm thấy là mình rất là may mắn. Và mình có được cái sự tự tin cũng như là có được cái động lực để mình phấn đấu. Nếu không có cái bàn thắng đấy thì thực sự là khả năng là vãi lẹt đẹt. Bởi vì cái bàn thắng đấy thực sự là nó là cái bàn thắng thay đổi cả cái cuộc đời sự nghiệp của mình. Và năm 2014 thì Thanh Hóa có đề xuất là ký thêm hợp đồng một năm nữa. Thì tất nhiên rồi, tất nhiên lúc đấy là mình ký hợp đồng có lót tay. Năm đấy là được 400 triệu một năm và lương thì tăng lên 25 triệu. Và đá được vài trận thì lúc đấy là bắt đầu được đá chính rồi, đá chính liên tục rồi. Thì cái may mắn của mình là vào cái là mình được chơi ngay, mình được thử sức và mình đã thể hiện được những phẩm chất của mình. Mình định đá chính thì đá được vài trận thì lương tăng. Thì Bắc Đệ thì tăng lương lên là 30 triệu. Thế là cũng duy trì để hết năm 14 thì sang năm 2015 thì bắt đầu chuyển sang Hồng Ninh. Thì mọi thứ nó tốt hơn, ok hơn. Thì bắt đầu cũng kiếm được tiền. Thì thực sự cái năm đầu tiên Thanh Hóa thì vài trăm triệu đấy là mình cũng nghĩ là cũng chỉ là mức chung chung thôi để mình có thể gọi là củng cố hơn cái cuộc sống của mình thôi. Mà khi về Thanh Hóa Ninh thì Chùm có giúp đỡ rồi là có tạo điều kiện rất là nhiều để có thể có được mình ngày hôm nay.